Rồi ạ, bây giờ Thanh sẽ mời một bạn lên trước nhé. Bạn nào thi xong rồi thì có thể ao trước nhé. Mời bạn Diễm nào. Bạn Diễm đã bắt đầu chưa ạ? Dạ. Ok. Đợi chút xíu. 1, 2, 3. Đừng đến muộn ngày mai. Don't be late Chiếc xe đó có tomorrow. mới không? Is Cái that này car là áo new? khoác của bạn à? Is this Nhanh your lên. coat? Let's Đồ hurry. nhẹ này là của họ. These nests Bạn are có thích theirs. bánh mì kẹp xúc xích không? Do you like Bạn hot làm nghề dogs? gì? What do Bút chì you này do? là của tôi. This pencil is mine. Anh ấy không thể nói tiếng Anh. Can't Những speak cái này là English. gì? What are Anh ấy có these? chơi bóng đá không? Does Cái he này play không phải football? của tôi. This is Bộ phim not này mine. thật thú vị. This Tôi movie biết tên anh interesting. ấy. I know David his nói tiếng name. Nhật tốt. Do he speak Cái này Japanese là well? gì? What Tôi is đang bận. this? I'm busy Nhạc này now. hay. This music is Xe nào good. là của chúng ta? Which Mẹ, car này is là của anh ours? ấy. This camera Đây có phải his. là một quyển từ điển không? Is this the Đó là dictionary? công ty của chúng tôi. That Lúc đó is Alex không đói. our company. Alice wasn't hungry Cô then. ấy không chạy nhanh được. She cannot run Đây có fast. phải là vở của bạn không? Is this your notebook? Họ là người Đức. They Bạn có đói are German. không? Are you Về nhà thôi. hungry? Let's go Anh ấy home. đã đi đâu? Where did he Bạn đã go? làm gì thế? What were you doing? Vở này là của ai? Đó là Whose một notebook ý kiến is it? hay. That's a good Anh idea. ấy có bận không? He is busy Tôi đến now. từ Canada. I'm from Bạn có thể Canada. giúp tôi được không? Can you help me? Đây là những chiếc xe mới. These are new cars. Tôi sợ rắn. I'm afraid Cô of ấy là giáo snakes. viên. She Hôm is a qua trời teacher. nóng. It Nhà was vệ hot sinh ở đâu thế? yesterday. Bạn Where's có nghe the được tôi không? bathroom? Can you hear me? Bạn đến từ đâu? Where are Bạn you có biết anh from? ấy không? Do Tôi you know không him? nghĩ vậy. I don't think so. Tôi đang học tiếng Anh. I am studying English. Ok, pass ạ. Là Diễm được 1 phút 53 giây. Ok, cảm ơn Diễm. Diễm có thể ở trong phòng cũng được nhé. Ai có số báo danh là Mai Hương cho Thanh xin cái số báo danh nha. Được không ạ? Số báo danh chị ơi. Em không có số báo danh chị ạ. Em phải xin admin anh Trường hoặc là bạn Thúy ấy, xem cái số báo danh của mình là gì. Em được 3 buổi đấy nhỉ? Em nhắn tin trong nhóm nhé, hỏi anh Trường hộ chị nhé. Bây giờ sẽ Bảo Trân nha. Bảo Trân 649 chuẩn bị nhé. Đâu này. Đợi xử lý cái này nó sẽ là à, không, không. Rồi, ok. Lại nhé. 1, 2, 3. Đừng đến muộn ngày mai. Don't Chiếc be xe đó có late mới không? tomorrow. Cái này That là car new. Từ từ. Đợi chút xíu cái này nó lại mất tiêu. Rồi. À, lạ. Một hai ba này. Đừng đến muộn ngày mai. Don't Chiếc xe đó có be mới không? late Cái này là tomorrow. áo khoác của bạn à? That Nhanh car lên. new. Is this your Đồ coat? nhẹ này là của họ. Let's hỏi. Bạn These có nuts thích are bánh mì kẹp xúc xích không? theirs. Do Bạn làm you nghề like gì? hot Bút chì này dogs? là What của do you tôi. do? This pencil Anh ấy không is thể mine. nói tiếng Anh. Những He cái này là can't gì? speak English. Anh What ấy có chơi bóng đá không? it is? Cái này Does không phải của tôi. he like football? Bộ This phim này thật thú vị. is not mine. Tôi This biết tên anh movie ấy. is interesting. I know David his nói name. tiếng Nhật tốt. They speak Cái này Japanese là well. gì? What it is? Tôi đang bận. I'm busy Nhạc này now. hay.
This music is Xe good. nào là của chúng ta? Which car is Máy ảnh này là của anh ấy. ours? Which camera Đây is có phải là một quyển từ điển không? his? It is a dictionary. Đó là công ty của chúng tôi. This is Lúc đó our Alex company. không đói. Alice wasn't hungry then. Cô ấy không chạy nhanh được. She cannot run fast. Đây có phải là vở của bạn không? It is your notebook. Họ là người Đức. They are Bạn có đói German. không? Are you hungry? Về nhà thôi. Let's go home. Anh ấy đã đi đâu? Where did he go? Bạn đã làm gì thế? What were Quyển you vở này là của ai? doing? Whose Đó notebook là một ý is this? kiến hay. It's a good Anh ấy idea. có bận không? Is he busy now? Tôi đến từ Canada. I am Bạn có thể giúp from tôi được không? Canada. Can you help Đây là những chiếc xe mới. me? They are new Tôi sợ rắn. cars. Cô ấy là I'm giáo afraid viên. of her. She Hôm a qua trời teacher. nóng. It's more hot Nhà vệ sinh ở đâu today. thế? Where's the Bạn có bathroom? nghe được tôi không? Can you hear Bạn me? đến từ đâu? Where are Bạn you có biết from? anh ấy không? Do you know him? Tôi không nghĩ vậy. I don't think Tôi đang học so. tiếng Anh. I'm studying Ok, của bạn cũng giống bạn Diễm nhé. Chân là được 1 phút 53 giây. Trong đó, Trâm cố gắng để ý cho chị cái ngữ điệu và cái từ hot thì nó là tức là nó là miệng o nhưng mà âm a nhé, là hot, đúng không ạ? Thì em đọc là hot hot hot, là âm a nhỉ, tức là nó là âm hát hát, không không đúng đâu, nó là hot hot đấy. Thì có hai cái đấy em chú ý cho chị, với cả cái ngữ điệu thì nó hay hơn chút xíu nữa thì tuyệt hơn, bởi vì âm của em có những cái từ nó hơi hơi ngang. Phòng này là ai là thư ký đấy ạ? À, chị Thanh vừa ghi luôn. Thì anh vừa ghi là thế như thế này đi, cả lớp cùng ghi đi ạ. Được chưa ạ? Cả lớp cùng ghi lại các thành viên cần phải chú ý cái gì. Thì trước mắt cứ chấm phản xạ trước chị Thanh nhá. Chưa sửa phát âm vội. Rồi, Được chưa ạ? Để đặt xem cái bạn nốt đấy lại. có pass 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 hết cái vòng phản xạ không đã. Xong rồi còn thời gian thì bắt đầu mình sửa lại phát âm. Nếu như bạn ấy muốn thi lại để mình xem là chấm cả phát âm lẫn phản xạ thì lúc đấy bắt đầu mình cho thi lại. Được chưa? Thì cứ hết vòng một vòng phản xạ xem pass không. Được chưa? Thì cả lớp sẽ take note lại từng người một. Thì chị có thể nhờ cả lớp take note, ví dụ như là Bảo Trân sau khi nghe xong thì thấy bạn Diễm có những cái lỗi này lỗi kia, anh Lập lỗi này lỗi kia. Đấy, thì lúc đấy bắt đầu chị mới gộp vào để sửa phát âm từng người. Sau lúc đấy mình có thể cho thi lại. Được chưa chị Thanh? Nếu mà mình muốn hoàn hảo. Còn điều kiện tối thiểu là pass phản xạ trước đã, không thì sợ mọi người đi làm nó mất thời gian Ok. đấy. Rồi, bây giờ Huyền Anh chuẩn bị nhá. Huyền Anh chuẩn bị bắt đầu cho cô nhá. Lúc nãy là của Bảo Trân là 1 phút 53 giây. Ok, thì chị sẽ xem lại cái giây của ấy. Có các bạn, từng giây của các bạn. Đừng đến muộn ngày mai. Chiếc xe đó có mới không? Let me late tomorrow. Cái này là áo khoác của bạn à? Is that car news? Nhanh lên. Is this your Đồ coat? ăn nhẹ này là của Let's họ. hurry. Bạn có thích bánh mì kẹp xúc thích Snack or không? dares? Bạn làm nghề Do you gì? like hot dogs? Bút chì này là của What tôi. do you do? Anh ấy This không thể pencil nói is tiếng Anh. mine. Những cái này là gì? He can speak. Anh ấy có chơi bóng What đá is không? this? Cái này không phải Does của he play tôi. football? Bộ phim này thật This thú is vị. not Tôi biết mine. tên anh It's ấy. movies. What is David nói tiếng I Nhật know tốt. his name. Dev Cái này speak là gì? Japanese, right? What Tôi is đang bận. this? Nhạc này hay. I music Xe is nào là good. của chúng ta? Máy ảnh này là Which của anh ấy. Đây có phải là một quyển từ điển không? is Đó là công our ty của chúng tôi. Lúc đó Alex dictionary? không đói. Alex wasn't Cô ấy hungry không chạy nhanh được. then. Đây She có cannot phải run là vở của fast. bạn không? Họ là người Was Đức. this German? Bạn có đói They không? are German. Về Are nhà you thôi. hungry? Let's Anh ấy đã go đi home. đâu? What Bạn đã did làm he gì thế? go? What Quyển were vở này là you của ai? Đó là một ý doing? kiến Whose notebook hay. is Anh ấy có bận this? không? That's a good idea. Tôi đến từ Is Canada. he busy now? Bạn có thể giúp tôi I'm được from không? Canada. Đây là những Can chiếc you xe help me? mới. Tôi Is sợ this our rắn. new car?
Cô ấy là giáo Have a viên. fry of snack. Hôm qua trời nóng. She's a teacher. Nhà vệ sinh ở đâu It thế? was hot yesterday. Bạn có nghe được tôi không? Bạn đến từ đâu? Bạn có biết anh ấy không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi đang học tiếng Anh. Ok, con bị bảo mất bắt đầu là từ câu I'm afraid of snake đúng không ạ? Đúng nhầm cả nhà nhỉ? Bạn ấy bắt đầu từ câu sau câu I'm afraid of snake là bạn ấy bị mất đúng không? Là không trả lời được đúng không ạ? Mới cả con bị chậm mất một nhịp đầu. Con có cần kiểm tra lại không? Thì cô sẽ cho con ưu tiên kiểm tra lại một lần cuối nữa. Thì trong đó con sẽ ôn thêm nhé. Chú lập đi. À, 6, 8, 3. Anh ơi chị Thanh, cái này là kiểm tra theo từ tự. Đây. Alo, Đợi chị chị. nghe Ơi, đi. alo chị đây. Dạ. Chị ơi, cái này kiểm tra Ơi. xong ấy là mình ra ngoài phòng chính hay là mình được ra hẳn hả chị? Mình có thể nếu mà kiểm tra xong, nếu mà em bận em có thể out trước. Đấy, còn nếu Vậy. như em không bận thì em có thể ngồi trong cùng nhóm để nghe cùng các bạn luôn. Vâng. Ừ. Thì Mai Hương đã xin được số chưa? Của số báo danh chưa? Phải xin à vâng, để bây giờ em đi xin luôn ạ. Tại vì chị cần phải có số báo danh ấy, chứ không không có số báo danh thì làm sao chị biết là của bạn nào để chị báo cáo được đúng không ạ? Thế nên ra là mình sẽ phải có số báo danh nha chị. Rồi đấy. Anh lập đợi em chút xíu nha. Dạ vâng. Đã. Bây giờ em sẽ bắt đầu nha. Anh chuẩn Rồi. bị cho em đếm 1, 2, 3. Đừng đến muộn ngày mai. Chuẩn bị Chiếc late xe đó có tomorrow. mới không? It does Cái này kind là áo new. khoác của bạn à? It is your Nhanh coat. lên. Đồ Let's ăn nhẹ này là của họ. hurry. These Bạn có snacks thích bánh mì kẹp xúc xích không? are theirs. Do you like Bạn the làm hot nghề gì? dogs? What Bút do chì you này do? là của tôi. This pencil is Anh ấy mine. không thể nói tiếng Anh. He can't Những speak cái này là English. gì? What are Anh ấy có chơi bóng đá không? these? Does he Cái này play football? không phải của tôi. This Bộ phim is này thật thú vị. not Tôi biết mine. tên anh This ấy. movie is David fantastic. nói tiếng Nhật tốt. I know his name. Cái này David là should gì? be Tôi Japanese đang bận. well. What it is? Nhạc I'm này busy now. This music is hay. Thế good. nào là của chúng ta? What car is Máy out? ảnh này là của anh ấy. This camera is Đây có his. phải là một quyển từ điển không? It is a dictionary. Đó là công ty của chúng tôi. That is our Lúc company. đó Alex không đói. Alex was 100 then. Cô ấy không chạy nhanh được. She cannot run fast. Đây có phải là vở của bạn không? It is your notebook. Họ là người Đức. They are German. Bạn có đói không? Are you hungry? Về nhà thôi. Let's go home. Anh ấy đã đi đâu? Where did he go? Bạn đã làm gì thế? What were you doing? Quyển vở này là của ai? Whose Đó notebook là một it ý is? kiến hay. That's a good Anh idea. có bận không? Is Tôi đến he từ busy Canada. now? Bạn I'm có from thể giúp Canada. tôi được không? Can you help me? Đây là những chiếc xe mới. This is a new car. Tôi sợ rắn. I'm afraid Cô ấy là giáo of snakes. viên. Hôm qua trời She's nóng. a teacher. It's Nhà were vệ hot sinh ở đâu yesterday. thế? What is the Bạn có problem? nghe được tôi không? Can you hear Bạn đến me? từ đâu? Where are you Bạn có biết from? anh ấy không? Do you know him? Tôi không nghĩ vậy. I don't think so. Tôi đang học tiếng Anh. I'm studying Anh Lập mà nhanh đấy. English. Cảm ơn Anh Lập thì các bạn có nghe được không? Anh Lập thì để ý cho em cái câu does he play football, thì cái câu does của anh nó hơi bị nuốt âm, đâm ra là nó câu does nó không được rõ cái từ đấy lắm thôi. Còn đâu các câu khác thì ok anh ạ. Ừ. Dạ, Cái cảm câu ơn. mà does he play football ấy, thì là mình cần phải có cái câu does rõ hơn chút xíu nữa. Mai Hương sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng rồi chị ơi, nhưng mà chắc bây giờ anh Trường với cả chị Thúy Ok, đang chị sẽ dạy nốt lại cho chị em nhé. chưa. Mai Hương cho chị xin cái số điện thoại của Mai Hương, à hoặc không thì cho chị cái gì để chị tìm cái thông tin của em, ngày sinh của em nè. À, ngày 24 tháng 1 1999 chị ạ. 24 tháng 1 1999 đúng không? 24 tháng 1 1999. Ok. Em sẽ bắt đầu nhé. Sau đó thì Đức Nguyên chuẩn bị nhá. Huyền Anh cố gắng ôn đi con nhé. Cô sẽ cho con cơ hội Bạn nữa để con kiểm bạn lại lần Huyền nữa. Anh như kiểu là bạn 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 ấy bị làm sao ấy chị, thế em thấy bạn ấy bị out ra ngoài, vừa nãy em đây báo là bị out ra ngoài, không biết bạn đã vào được chưa. Ok. Được rồi, cái đấy sẽ ấy sau vậy. Vâng. Mai Hương chuẩn bị này. 1, 2, 3. Đừng đến muộn ngày mai. Don't be late Chiếc xe đó có tomorrow. mới không? Is that Cái này là coming? áo khoác của bạn à? Is Nhanh this lên. your coat? Đồ ăn viện Let's này là của họ. hurry. These Bạn có thích bánh snacks mì kẹp xúc xích không? are there. Bạn Do làm nghề you like gì? hot dogs? Bút chì này là What của do tôi. you do? This pencil Anh ấy is không thể mine. nói tiếng Anh. He Những cái can't này là speak gì? English. Anh ấy có What chơi are bóng đá these? không? Cái này Does không he phải của play tôi. football? Bộ phim này This thật not thú vị. mine. This Tôi biết movie tên anh interesting. ấy. I David know his nói tiếng name. Nhật tốt. David Cái speaks này là Japanese well. gì? What Tôi is đang bận. this? I'm Nhạc busy này now. hay. This music Cái is nào là của good. chúng ta? Which Mẹ, này car là is của anh on? ấy. Đây có phải là một quyển từ Dictionary điển không? is. Nó là It công ty của chúng is tôi. a dictionary. That is Lúc đó some Alex company. không đói. Alice wasn't Cô ấy hungry không chạy then. nhanh được. She cannot run Đây có faster. phải là vở của bạn không? Is this Họ journal là người Đức. Bạn book? có They đói are không? German. Are you Về nhà hungry? thôi. Anh ấy đã đi Let's đâu? go. Where did he Bạn đã làm go? gì thế? What were you Cái vở này là doing? của ai? Đó là một ý kiến Whose hay. movie this? Anh ấy That's có a bận good không? Tôi đến từ idea. It's Canada. busy now. Bạn I'm có thể from giúp tôi được Canada. không? Can you help me? Đây là những chiếc xe mới. Tôi sợ These are rắn. new cars. I'm Cô afraid ấy là of giáo viên. snakes. Hôm qua She's trời a nóng. teacher. Nhà vệ sinh ở đâu It thế? was hot yesterday. Bạn có nghe được tôi không? Is the bathroom? Bạn đến từ Can you đâu? help me? Bạn có biết anh Where ấy are you không? from? Tôi không nghĩ Do you vậy. know him? Tôi đang học I tiếng don't Anh. think so. I'm studying English. Ok. Bạn Mai Hương khá tốt, đọc khá rõ âm và có thể nhanh hơn được nữa là Mai Hương có thể đạt được nhé. Bởi vì cái tốc độ của Mai Hương và cũng như là cái cách Mai Hương đọc là khá tốt đấy. Rồi, Vâng. đến bạn Hình Đức Nguyên. Bạn Hình Đức Nguyên số ID của bạn là gì đấy? Bật mic lên bạn. Chị không nghe thấy mic của em. Mọi người có nghe thấy không? Bạn thì cho em xin kiểm tra trước nha chị. Vì họ đứng mất Ừ. đi. Hiện tại chị chưa nghe thấy mic của Hùng Nguyên đâu. Em chỉnh lại mic nhé. Ok. Trong lúc bạn ý chỉnh lại mic thì chị sẽ đến lượt của chị Thanh nhé. Để trong lúc Nguyên xem lại là xem cái mic của mình như nào. Rồi chị thì xin bà Thanh của chị ạ. Em thấy Huyền Anh vẫn chưa vào. Ừ, chị đang nhắn cho Huyền Anh ấy. Để chị xin cô giáo nhé.
Em sẽ đọc nhá, ở nhà. Đừng đến muộn ngày mai. Don't be late Chiếc xe đó tomorrow. có mới không? Is Cái that này car là áo new? khoác của bạn à? Is it your Nhanh coat? lên. Let's Đồ hurry. ăn nhẹ này là của họ. These Bạn snacks có thích are bánh theirs. mì kẹp xúc xích không? You like hot dogs? Bạn làm nghề gì? What do Bút you chì này là do? của tôi. Dispenser is mine. Anh ấy không thể nói tiếng Anh. He can't Những cái speak này là English. gì? What are Anh ấy có these? chơi bóng đá không? Does Cái he này play không phải football? của tôi. Is it Bộ not phim này thật mine? thú vị. This movie Tôi is biết tên anh interesting. ấy. I know his David nói name. tiếng Nhật tốt. Cái David này là speaks gì? Japanese well. What is Tôi this? đang bận. I'm Nhạc busy này now. hay. This movie is Xe nào good. là của chúng ta? Máy These ảnh này are là của anh ấy. which guys? Đây có phải là một This quyển từ camera điển is không? this. Is it a Đó dictionary? là công ty của chúng tôi. That's Lúc đó our company. Alex không đói. Alex wasn't hungry then. Cô ấy không chạy nhanh được. She cannot run Đây có phải fast. là vở của bạn không? Is it your notebook? Họ là người Đức. They're Bạn có đói German. không? Are you hungry? Về nhà thôi. Let's go home. Anh ấy đã đi đâu? Where Bạn đã does làm he gì thế? What were you Quyển vở này doing? là của ai? Đó là một ý Whose kiến notebook hay. is this? That's a Anh good ấy có idea. bận không? Is he Tôi đến busy từ Canada. now? I'm from Bạn có thể Canada. giúp tôi được không? Can you help me? Đây là những chiếc xe mới. This is a new Tôi car. sợ rắn. I'm Cô afraid ấy of là giáo snake. viên. Hôm qua She's the trời teacher. nóng. It got Nhà vệ hot sinh ở yesterday. đâu thế? Where Bạn is có the nghe bathroom? được tôi không? Can you Bạn hear đến me? từ đâu? Where you Bạn có biết from? anh ấy không? Do you know him? Tôi không nghĩ vậy. I Tôi đang don't học think tiếng so. Anh. I'm studying English. Hình như cái của em có một cái gì đó hơi sai sai hay sao nhỉ? Đúng cả nhà. Bật mic lên giúp em đấy. Cả nhà nhận xét cho em cái. Bảo Trân, Minh Hương và cả nhà có bật mic lên nhận xét giúp em nhé. Anh Lập nhận xét, Bảo Trân nhận xét giúp em nha. Anh Lập ơi, bật mic lên mấy. Anh nhận xét cho em ấy. Bảo Trân. Thanh Đạt thì quá biết rồi, nhưng mà có hình như có cao rồi nó mỏng Có một bị câu là em bị trơn thiếu ấy. à, hình Hình như như là là trước cái câu gì nhỉ? I know his name phải không, câu 14 15 gì Câu hình như trước cái câu gì nhỉ? trước câu Em bị David thiếu một speak. câu. Sau cái David speak Japanese well thì có cái câu gì nhỉ? Thiếu mất một câu. Cái chỗ hình Hình như như bị câu thiếu một câu. I know his name á, chỗ dưới cái câu bộ phim này thú vị là câu mà This movie is good. Hình như là thiếu mất một nhớ. câu. Ok, bởi vì em nhớ là hình như em cũng thiếu mất một câu, tại lúc đấy em không theo kịp cái đoạn câu tiếng Việt, em không nghe câu tiếng Việt đấy, đấy. Bởi vì lúc đấy Dạ em đang bị sửa cái câu David speak, bị sửa mất à một câu nào đấy. đó. Hình như là trước cái câu mà this movie is good sao ấy. Nó cho nó Trước đấy. Ok, hình như em sẽ thiếu một câu, em sẽ tí em sẽ xem lại câu của em. Xem là thiếu câu nào. Thank you cả nhà. Bây giờ bạn Mai Hương. Mai Hương thì sao nhỉ? Đã sẵn bạn 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 Huỳnh Đức Nguyên. Số ID của em là gì đấy? À đây là Trang Nguyễn đúng không? Em chưa chuyển tên đúng không? Trang ơi, mic của em vẫn chưa được đâu. Em nói lại cho chị nghe để cái mic của em ok chưa? Cô ơi, Ơi. cô chưa kiểm tra con cô. Còn bạn nào trong nhóm vậy? Hình như là cô Thì nhớ cho. là Thì cho hả? Thùy Trang hả? À con. Ok.
326 Thùy Trang đúng không con? Ok. Chị Trang Nguyễn chỉnh lại mic nhá. Của chị vẫn chưa được đâu nhá. Rồi, bây giờ cô sẽ ấn bạn Huyền Thùy Trang nha. Đừng đến muộn ngày mai. Trốn đi Chiếc lấy xe đó có chồng. mới không? Cái này là áo Sorry. khoác của bạn à? Nhanh Oh. lên. Sorry. Đồ ăn nhẹ này là của họ. Bạn có thích bánh mì kẹp xúc xích không? What Bạn làm did nghề you gì? do? Bút chì này là của Depends tôi. Anh ấy không thể nói tiếng Anh. Những cái này là gì? are Anh these? ấy có What chơi do bóng đá không? Cô chả It nghe thấy tiếng tastes của con gì cả. Toàn thấy nghe của bác Trường thôi. Mọi người có nghe được của bạn Thùy Trang không? Tiếng của con hơi bị nhỏ ấy. còn Con nếu còn nó con để gần cái máy là tí nó ở ừ xa quá đâu đó. nó xa quá con ạ à. Tại vì cô nghe cô không không nghe con nói được cái gì mấy đâu, tức là thỉnh thoảng bỗng được một hai câu xong bỗng được một hai câu, tức là nó không được rõ từ ấy, rõ âm ấy. Đâu bây giờ cô sẽ ấy lại nha. Ok, Đừng đến muộn ngày mai. don't be late Chiếc xe đó có tomorrow, mới không? Cái này là what áo khoác của bạn à? your Nhanh coat. lên. Let's hurry. Đồ ăn nhẹ này là của họ. Oh Bạn có thích bánh mì kẹp xúc xích không? dare. Bạn You làm nghề gì? Bút like chì này là của tôi. hot Anh ấy không thể nói tiếng Anh. dogs? Những What cái này là gì? Anh ấy do có chơi bóng đá không? you Cái này do? không phải của tôi. This Bút is not chì này thật mine. thú vị. This Tôi biết movie tên anh is ấy. interesting. I David know nói his tiếng Nhật name. tốt. Speak Cái này German là gì? well. Right, Tôi đang it bận. is. Nhạc này I'm hay. busy now. Cái nào là Music của chúng ta? is good. Máy Which ảnh car này là is của anh ấy. ours? Where Đây có phải là một quyển từ điển không? is Đó là công ty của chúng tôi. his? Lúc đó Generally, that's Alex it, không đói. our company. I'm hungry Cô ấy không chạy nhanh được. there. You cannot run Đây có phải là vở của bạn không? fast. It's not a book. Họ là người Đức. They are. Bạn có đói không? Về nhà thôi. Let's go. Anh ấy đã đi đâu? Where did he Bạn đã go? làm gì thế? What Cái vở này là của were ai? Đó là một ý kiến hay. you doing? Anh ấy có Why not? bận That's không? what he did. He Đến is từ busy Canada. now. Bạn có thể giúp I'm tôi được from không? Canada. Can you help Đây me? là những chiếc xe mới. They are new Tôi sợ rắn. Cô I'm ấy là very giáo honest. viên. Hôm qua trời She nóng. is a Nhà vệ sinh ở đâu teacher. thế? Bạn có nghe được tôi This không? one Bạn đến từ last. đâu? Where's the bathroom? Bạn Can có biết anh ấy không? Where are you from? Tôi không nghĩ Do vậy. you know? Tôi đang học Don't. tiếng Anh. I'm studying. Ok, của Thùy Trang thì những cái câu đầu tiên ví dụ như là is it your coat, thì cái từ is it của con ấy không biết là do mạng hay là gì, nhưng mà cô chỉ nghe được cái từ your coat, còn cái từ is it là gần như cô không nghe thấy cái từ is it của con Nếu mà do đúng không? mạng Có thì không cần phải kiểm tra bằng file này nữa, kiểm tra miệng luôn. Chị Thanh hỏi câu nào bạn trả lời tiếng Anh, hiểu chưa ạ? Nếu mà do là mạng. ok. Nhưng mà các bạn này phản xạ xong hết rồi, phát hết phòng phản xạ rồi đúng không? Chị Thanh ơi, chị Thanh có Có nghe em nói bạn không? Nguyễn Cái câu Anh em thì mới đang bị văng mạng ấy, chưa thấy vào lại được. nói. Bạn Mic của Huyền em Anh. nó bị hư rồi. Chị Thanh nghe em nói không chị Thanh? Bây giờ thì chị đang nghe được em, có lúc đầu thì chị không nghe được. Em bỏ tai phone rồi, đến mic của em. Ok. Dạ vâng, chị cho em kiểm tra. Thùy Trang thì những cái câu của con có một số những cái câu thiếu những cái âm đằng trước, ví dụ is it is that của con là cô chỉ nghe Nhớ được là mỗi nốt cái lại từ giúp nhấn em nha. câu nhấn okay. Thì Thùy Trang nhé, để ý cho cô những cái từ câu mà ví dụ như is it is that là con gần như là cô nghe một số từ nó chỉ nhấn được mỗi cái đoạn cuối thôi đấy, còn cả câu của con cái những cái câu mà động từ to be hoặc là những cái từ là nó bị thiếu từ trong trong khi nói đấy, hoặc là do cái mạng thì cô không rõ lắm, nhưng mà kiểu bị bõm ấy đúng không cả nhà, mọi người có bị nghe như vậy không hay là bên mạng do em nghe như vậy?
Do âm thanh đó vậy, do âm thanh nên là cái khúc đầu Ok. giật Thì giật nghe ý cảm định, nếu mà thì Trang mạng ổn định hơn thì có thể là cô sẽ cho cơ hội kiểm tra lại lần nữa, được không ạ? chị Thanh ơi, cho em kiểm tra đi chị Thanh ơi. Ok, bạn Trang nhé. Dạ vâng. Bắt đầu. Dạ. Đừng đến muộn ngày mai. Chiếc xe đó có Giống mới như không? tomorrow. Cái này là áo khoác It's của not bạn à? you. Nhanh lên. It is your coat. Đồ ấn nhẹ này là của Please họ. Bạn có thích bánh hurry. mì Please kẹp wait out xúc xích không? there. Bạn làm nghề It's gì? not Bút chì này là của my job. tôi. What do you Anh ấy không thể do? nói The tiếng pencil Anh. is Những cái này là mine. gì? You can't speak English. Anh ấy có chơi bóng What đá are không? these? Cái này không phải của Does he tôi. play football? Bộ phim này thật Is thú it vị. not mine? Tôi biết tên This anh movie ấy. is interesting. David nói tiếng Nhật I know tốt. his name. Cái này là Maybe it's gì? Richard and he will. Tôi đang What bận. is this? Nhạc này hay. I'm busy now. Xe nào là của This chúng music is ta? good. The Mẹ, này là car của anh is ấy. Đây có phải là ours. một Oh, quyển từ I see. điển không? Đó là công It ty của is chúng a tôi. dictionary. Lúc đó That Alex is không our đói. company. Cô Wasn't ấy không hungry chạy then. nhanh được. She Đây can có phải not là run vợ của fast. bạn không? It is Họ là người terrible. Đức. Bạn có đói They are không? German. Are Về you nhà thôi. hungry? Anh Let's ấy đã go đi home. đâu? Where did Bạn he đã làm go? gì thế? What Quyển vở word này là do của you? ai? Đó là một Was ý it kiến not hay. repeated? That's a Anh ấy good có bận idea. không? Is Tôi đến he từ busy Canada. now? I'm Bạn from có thể giúp tôi được Canada. không? Help me. Đây là những chiếc xe mới. These are Tôi new sợ cars. rắn. I'm Cô ấy là afraid giáo of snakes. viên. Hôm qua trời She's a nóng. teacher. Nhà It's vệ sinh ở quite đâu thế? hot Bạn today. có A nghe bedroom. được tôi không? Can you hear Bạn đến me? từ đâu? Where you Bạn có biết anh from? ấy không? Do you know him? Tôi không nghĩ vậy. I don't think Tôi so. đang học tiếng Anh. I'm studying English. Ok. Rồi, của em là nó bị chậm mạng, mất một một nhịp đấy. Tại vì chỉ để ý nghe là em bị chậm mất một nhịp đấy. Là em nghĩa là em là 1 phút 54 giây đấy. Tại vì lúc nãy chị ấn 54 giây. Vì cái mạng của bên em nó bị chậm mất một nhịp, đâm ra em trả lời nó chậm mất một nhịp ấy, và một nhịp là chị ấn dừng lại. Thì của em là 1 phút 54 giây chứ không phải 1 phút 55 đâu. Thế thì ok, bởi vì thực ra nó còn phụ thuộc vào cái mạng lúc mà em nghe ấy, nó nhận được tín hiệu ấy. Nhìn chung của Trang thì cũng được, nhưng mà có thể là do cái mic của em ấy nó cũng không được rõ như là bạn của bạn Thùy Trang vậy ấy. Mọi người có nhận xét gì thêm nữa không ạ? Cho các thí sinh cũng như là trong phòng của mình không? Hình như là cái câu của em thiếu, hình như có phải là which car is ours đúng không nhỉ? Đúng như anh Lập nhỉ? Hồi nãy mình nghe nhưng mà mình thấy bọn bọn đọc như đủ quá chứ cô. Ok. Rồi. Mình không nghe thiếu nhưng mà hơi chậm hơn do là cái đường truyền đó cô. Nhưng mà thiếu. Ok. Của Trang là do đường truyền chậm mất một nhịp nhé. À, phòng mình thì hiện tại có mỗi bạn Huyền Anh. Đúng ạ. Và chị Thanh là thiếu mất một câu. Huyền Anh thì bảo mất mấy câu nhỉ? Bạn Huyền Anh là sau cái câu I'm afraid of snake, là từ đấy là trở đi bạn ý không trả lời được, thì bạn Huyền Anh sẽ phải thi lại. Còn đâu trong phòng mình thì ok, mình cũng đã pass rồi. Còn ai chưa được gọi tên không nhỉ?
Đủ rồi đó. Đủ rồi đúng không ạ? Ok. Mọi người có nhận Ok. xét gì thêm cho các thí sinh nữa không ạ? Vậy thì em tóm tắt lại nhé. Các thí sinh này, Như Diễm, phát âm tốt, đọc tốc độ rất ok, thuộc tất cả các câu. Có thể em nếu như tự trả lời thì có khi là có thể nhanh hơn được. Đấy. Bảo Trân thì có để ý cái phần ngữ điệu thôi, và có cái từ hot đấy là chị nghe nó chưa được chuẩn cái từ âm hot của của em thôi. Còn đâu tất cả các cái từ và cũng như tốc độ em vẫn có thể nhanh hơn được chút xíu. Còn bạn Huyền Anh thì là bạn đang bị chậm, mất một nhịp đầu, có thể là do mạng, thì bạn Huyền Anh sẽ nằm trong danh sách là thi lại, bởi vì thứ nhất là do mạng, và thứ hai nữa là cái câu mà bạn không trả lời được thì từ sau cái câu I'm afraid of snake là bạn ấy không trả lời được tất cả các câu sau đấy. Anh Lập thì chỉ có mỗi cái từ does là anh đọc nhấn lên cho em một chút xíu nữa để nghe rõ cái từ does he's play Mai Hương khá tốt, cũng giống như bạn Diễm. Còn bạn Trang thì hiện tại là mạng đang chậm mất một nhịp, nhưng mà bạn cũng trả lời được đầy đủ tất cả các câu. Bạn đang ở 1 phút 54 giây. Chị Thanh có một câu chị chưa nghe rõ, chị không trả lời được cái câu which car is ours. Còn bạn Thùy Trang thì những cái âm ví dụ như is it your coat là em chưa rõ hết các âm nhé. Thùy Trang cần phải đọc rõ âm các từ ra hơn, tức là những cái từ nhấn có một số từ thì cũng chị nghe được, còn một số từ thì chị không nghe được. Thì không biết là có thể là do mạng hay là do ấy, thì bây giờ em có muốn kiểm tra lại không Thùy Trang? Dạ có cô. Vậy thì cô sẽ cho con thi lại lần nữa nhé. Rồi, nhớ để mic và nói giọng to lên nhé, thì nó Vâng. sẽ rõ âm hơn nhé. Còn Bạn để gần mic người thích. Còn bạn Trang Nguyễn có muốn kiểm tra lại không? Có thể ra đường live mạng ấy. Nào, bây giờ mình sẽ bắt đầu lại nhé. Bạn Thùy Trang nhé. Đừng đến muộn ngày mai. Con đi lấy Chiếc xe đó có nào. mới không? Từ 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 từ. Cái này cô chưa được ấn giờ. Rồi, đợi chút xíu. Nó đang vừa chạy. Một, hai, ba. Đừng đến muộn ngày mai. Con đi lấy chỉ Chiếc xe đó có nào. mới không? Cái này là What's khoác của bạn à? Nhanh hers? lên. Đồ ăn What's này là của họ. Bạn có hers? thích bánh mì kẹp xúc xích không? Do you like Bạn hot làm nghề dog? gì? Bút chì What này là của tôi. do you do? He's Anh ấy không thể nói tiếng Anh. English. Những cái này What là gì? are Anh these? ấy có chơi bóng đá không? Cái này Ball. không phải của tôi. Not mine. Bộ phim này thật thú vị. Oh, be Tôi biết interested tên in anh him. ấy. I Người know ta biết his nói tiếng name. Nhật tốt. I speak Cái Japanese này là well. gì? What Tôi are đang bận. I'm Nhạc này busy now. hay. Cái nào This là music của is chúng ta? good. Mẹ, Which car này is là của ours? anh ấy. Đây có What phải are là một quyển his? từ điển không? It is a Đó là công ty dictionary. của chúng tôi. Lúc đó Alex Does không đói. Alex Tôi want không chạy nhanh hamburger? được. She cannot run Đây fast. có phải là vở của bạn không? No, notebook. Họ là người Đức. They are Đói grammar. không? Are Về nhà you hungry? thôi. Let's Anh ấy go đã đi now. đâu? Bạn Where đã did làm he gì go? thế? What Quyển will vở này là live? của ai? Đó là Your một ý notebook, kiến idiot. hay. Anh ấy có bận That's a không? good. Tôi đến từ Do you Canada. not Bạn có food? thể I'm giúp from tôi được Canada. không? Can you help me? Đây là những chiếc xe mới. There are Tôi sợ rắn. new cars. I'm Cô ấy là giáo viên. a Hôm qua trời teacher. nóng. I Nhà vệ was sinh ở hot đâu thế? yesterday. Bạn có nghe được Where's tôi Eden? không? Can Bạn đến you ở hear đâu? me? Bạn có biết anh Where ấy are you không? from? Do Tôi you không nghĩ know vậy. him? I don't Tôi đang think học so. tiếng Anh. I'm studying English. Các bạn có nhận xét gì cho bạn Thùy Trang không? Dạ, như chữ người Đức là bạn đọc bị sai với chữ hôm nay trời nắng là chữ S nữa bạn đọc bị sai. It thân I was hot yesterday. Ừ.
Bạn đọc sai như nào vậy? Làm chữ chữ người Đức là German mà bạn đọc hình như bạn đọc bị sạch đọc thanh chí đó chị nè, em nhớ được còn về chữ Okay. Với cả it chị vẫn nghe cái câu của Thùy Trang ấy, is it your coat, tức là nó không có cái từ is it mà vẫn was cứ nghe được cái mỗi cái từ your coat thôi, còn tức là cái chứng tỏ là cái âm đấy của con nó đọc nó không rõ âm, bởi vì hai lần cô nghe lại vẫn cô vẫn nghe được cái mỗi cái từ nhấn cái đấy thôi, vào có rất nhiều câu của con là con đọc nó không được rõ âm ấy, đâm ra là khi nghe đọc nó cứ kiểu lúc có lúc không, đúng không cả nhà? Mọi người có bị nghe vậy không hay là do Thanh nghe vậy mình thôi? nghe lý do số nó bị cái chữ đầu tiên của cao á là những bị Ừ mắc đúng á, rồi. ví dụ như là Tức là những cao cái đầu là tiên của từ ấy, của tất cả các câu của con là nó bị mất cái từ đầu tiên luôn á. Hay là con do this con đọc nhanh quá, camera đâm ra is là rút âm. his, this camera is his mà mình nghe chữ camera không, còn chữ this cái đầu tiên á là nó mắc mất, Đúng là rồi. như bọn bị Con chậm một cái nhịp á, chậm một nhịp dẫn đến là khi bọn nó nhỏ là tiếng Anh trường nó cao tiếp theo nó đã lắng mắt qua cái cao kế tiếp rồi, nên là mình chỉ đúng rồi, nghe nó tiếng bị Anh chèn trường âm thôi. vào, thậm ra nó Mình bị không chèn nghe âm của tiếng anh của trường vào. dạ. Ok, cảm ơn cả nhà. Thế thì Thanh cũng nghe tất là cái những cái câu đầu tiên của Trang, tức là có những cái câu mà gần đúng như anh Lập nói là những cái câu đầu tiên của con ấy là con bị yếu quá, đâm ra là mình nghe nó không rõ âm của những cái từ đấy, ví dụ như là easy cho câu cái là cô chỉ nghe mỗi cái từ easy cho câu với cả cái từ camera các thứ đấy, tức là con bị thiếu cái từ đoạn đầu của cái câu đấy mà nghe nó không rõ âm ra, sau đấy thì con bị chập mất một nhìn thì cái tiếng của bác trường đã chèn vào cái câu sau, tức là mọi người lại bị mất, tức là chỉ nghe được mỗi cái câu cuối của con thôi đấy, thì con cần phải luyện thêm cái đấy nhá. Rồi bạn Trang, bạn còn bạn bạn gì nhỉ, bạn gì lúc nãy mà Thanh bảo là có thể cho thi lại nhỉ? Đâu nhỉ? Bạn Trang Nguyễn, 585. Lúc nãy ra mạng chậm mất một nhịp, có cần kiểm tra lại không bạn? Bạn Trang Nguyễn còn đấy không? À mất tiêu. Ok. Thì trong phòng của chị thì bạn Diễm Đỗ này, Bảo Trân Đỗ này, Huyền Anh do mạng vào vẫn cũng không trả lời được. Sau cái câu I'm afraid of snake thì là tất cả các câu sau đấy là bạn không trả lời được này. Huyền Anh sẽ phải thi lại này. Anh Lập Đỗ này, Mai Hương Đỗ này. Trang thì bị chậm mạng, chậm mất một Bây giờ nhịp em này. hỏi như này này, đỗ là đỗ cái gì? Phát âm hay là phản xạ? Chị có nên nốt lại không ạ? Phản xạ đỗ. Các bạn ấy đang là phản xạ đỗ đấy. Còn phát âm thì cũng sai ít thôi, không nhiều đâu. Vâng, thì cứ nốt lại hỏi em xem là sai ít là sai những cái gì nhá. Không chung chung được. Ok. Thế Hay còn nếu là mà thiếu mất một câu thì có được tính không em? có một câu Là không đỗ. được tính. Không, Thế à? thế lại chứ. Ok. Gì nhỉ? Bạn Được. Huyền Anh có 2 tuần để luyện mà vẫn không ôn hả chị? Bọn đó chắc do mọn đó Không, có chị, thể là và do cô mạng ấy ấy em ạ. Tại vì lúc đấy bạn ấy cũng bị văng mạng ra và nó cũng bị ao chậm mất luôn. một nhịp đầu ấy. Tức là bạn ấy Vâng. bị mạng chậm mất một nhịp đầu. Thế xong là có một Với cái đoạn cả sau. do các bạn này, bạn đi gửi bài không chịu lấy phải anh trường ấy, cứ thích gửi theo ý mình ấy. Em vừa xem qua fanpage rồi, toàn gửi theo ý mình, không thèm mở phan trường lên đọc đâu. Ok. Rồi những bạn nào chưa tốt phát âm chị cho kiểm tra lại để xem phát âm của bạn nhé. Ok. Rồi, chị sẽ ai chưa tốt thì chị sẽ cho kiểm tra lại. Thì ở chị Thanh cũng sẽ kiểm tra lại này. Rồi là Bảo Trân có mỗi cái từ hot thì kiểm tra lại một lần nữa nhá. Ừ. Từ cao của em thì chắc là ok thôi, nhưng mà mình cứ kiểm tra lại một lần nữa nhá. Cho nó ok hơn được không ạ? Mấy cả bạn Trang kia cũng out mất rồi đúng không? Nào, bây giờ bắt đầu lại nhé. 1, 2, 3. Đừng đến muộn ngày mai. You'll be late Chiếc xe đó tomorrow. có mới không? Is that Cái này candy? là It áo khoác của bạn à? is your Nhanh coat. lên. Let's Đồ hurry. ăn nhẹ này là của họ. We snack Bạn có thích our bánh mì kẹp xúc xích không? desk. Would you like hot Bạn làm dogs? nghề gì?
What do you Bút chì này do? là của tôi. This pencil is Anh mine. ấy không thể nói tiếng Anh. He can Những cái speak này là English. gì? What is Anh this? ấy có chơi bóng đá không? Does it make Cái này football? không phải của tôi. This is Bộ not phim mine. này thật thú vị. This Tôi biết tên anh music ấy. is this David nói tiếng music. Nhật tốt. Cái này là Finally, gì? make it very well. Tôi đang bận. What is this? I'm busy Nhạc này now. hay. This music is Xe good. nào là của chúng ta? Which car is Cái ảnh này là của anh ấy. ours? Which corner Đây có phải là is một quyển từ điển không? this? This dictionary? Đó là công ty của chúng tôi. It's our Lúc đó company. Alex không đói. Alice wasn't hungry then. Cô ấy không chạy nhanh được. She cannot run fast. Đây có phải là vở của bạn không? It is your notebook. Họ là người Đức. They are Bạn có đói German. không? Are you hungry? Về nhà thôi. Let's go Anh home. ấy đã đi đâu? Where did he go? Bạn đã làm gì thế? What were you Quyển vở này doing? là của ai? Đó là một Whose ý kiến notebook hay. it is? That's a good Anh ấy có idea. bận không? Is he busy Tôi now? đến từ Canada. I am from Bạn có thể giúp Canada. tôi được không? Can you help me? Đây là những chiếc xe mới. They are new cars. Tôi sợ rắn. I'm afraid of Cô ấy là giáo snakes. viên. She a Hôm qua trời teacher. nóng. It was hot Nhà vệ sinh ở yesterday. đâu thế? Where is the Bạn có nghe bathroom? được tôi không? Can you hear Bạn đến me? từ đâu? Where are you Bạn có biết from? anh ấy không? Do you know him? Tôi không nghĩ vậy. I don't think Tôi so. đang học tiếng Anh. I'm studying English. Ok, em là 50, 53 đấy, không phải là 54 đâu. Rồi. em bị Của sao em chứ? đoạn sau hay hơn nha, ngữ điệu được cải thiện hơn. Mà em bị sai hết không? This movie is interesting. Mà em đọc là this movie is Ừ. Thế thì cho em kiểm tra lại một lần nữa nhé. good. Ở đâu nhỉ? Cái file lúc đấy của nhiều người hiện lên đâu nhỉ? Ủa, như là phòng mình còn có những ai nhỉ? Còn có 4 người thế à? Anh lập ao thế à? Ok. Bây giờ Bảo Trân, Như Diễm, Mai Hương đúng không? Thế thì còn bạn Thùy Trang ao rồi à? Thùy Trang chị muốn kiểm tra lại. Thùy Trang đã ok chưa? Thùy Trang ao mất rồi đúng không? Bây giờ mọi người nghe chị Thanh nhé. Chị Thanh sẽ thi lại nhé. Đừng đến muộn ngày mai. Don't be late Chiếc xe tomorrow. đó có mới không? Is Cái that này là kind? áo khoác của bạn à? Is it Nhanh your coat? lên. Let's Đồ hurry. ăn nhẹ này là của họ. Bạn có This thích bánh mì kẹp xúc next xích không? one theirs. Bạn làm You nghề gì? like Bút chì hot này là dogs? của tôi. What do you do? This pencil Anh is ấy mine. không thể nói tiếng Anh. He can't Những cái speak này là English. gì? What are Anh ấy có these? chơi bóng đá không? Does Cái he này play không phải football? của tôi. Is it Bộ not phim mine? này thật thú vị. This movie Tôi is biết tên anh ấy. interesting. I know his David nói name. tiếng Nhật tốt. David Cái này speaks là Japanese well. gì? What is Tôi this? đang bận. I'm busy Nhạc này now. hay. This music is Xe nào good. là của chúng ta? Which car Máy is ảnh này là của anh ấy. ours? This camera Đây có phải is. là một quyển từ điển không? Is it a Đó dictionary? là công ty của chúng tôi. Lúc đó Alex không đói. This is a company. Cô ấy không chạy Alice nhanh wasn't được. hungry then. She cannot run Đây có fast. phải là vở của bạn không? Is Họ là it người your Đức. notebook? Bạn có They đói are German. không? Are you Về hungry? nhà thôi. Let's go Anh ấy home. đã đi đâu? Where did Bạn he đã làm go? gì thế? What were you Quyển doing? vở này là của ai? Whose Đó là notebook một is ý kiến this? hay. That's a good Anh ấy idea. có bận không? Tôi đến từ Is he Canada. busy now? Bạn có thể giúp I'm tôi from được không? Canada. Can you help Đây là me? những chiếc xe mới. These are new Tôi cars. sợ rắn. I'm afraid of Cô ấy là snakes. giáo viên. Hôm She's qua the trời teacher. nóng. It was Nhà vệ hot sinh ở đâu yesterday. thế? Where is the Bạn có nghe bathroom? được tôi không? Can you Bạn help đến từ me? đâu? Where Bạn you có biết anh from? ấy không? Do you know him? Tôi không nghĩ vậy. I don't think Tôi so. đang học tiếng Anh. I'm studying English.
Mọi người có nghe thấy chị sai câu nào không? Alo. Chị hình như cái Diễm. chữ can you hear me, chị đọc bị lộn, can you help me không chị? Bị lộn câu đấy hả? Hình như là hình như em nghe thử ạ. Hồi nãy em cũng nghe chữ help me nữa. Cái câu đấy chị sai ở chỗ nào ấy nhỉ? Là, hình như câu nữa là can you hear me, như chị đọc bị lộn là help thế vậy, giúp á. À thế à, chị bị lộn câu đấy à? Là chắc chắc bị lộ. Chị cũng không biết là chị lần chị... hóa là chị bị lộn câu đấy à? Là mình có luôn, vì hình như là đời này em nghe em hiếm là thanh hát thì Hia thành hát đúng không? Ok. Thế thì chị Thanh sẽ thi lại một lần nữa nhá. Ok. Chị Thanh sẽ thi lại này. đừng đến muộn ngày mai. Don't be Chiếc xe đó late có mới không? tomorrow. Cái này Is là that áo value? khoác của bạn à? Is it Nhanh your lên. coat? Let's Đồ hurry. ăn nhẹ này là của họ. Business Bạn are có thích theirs. bánh mì kẹp xúc xích không? You like hot Bạn làm dogs? nghề gì? Bút chì What này là do của you tôi. do? Dispenser is Anh mine. ấy không thể nói tiếng Anh. He Những can't cái này speak là English. gì? What Anh ấy are có these? chơi bóng đá không? Does Cái he này play không phải football? của tôi. Is Bộ it phim not này thật mine? thú vị. This movie Tôi is biết tên anh ấy. interesting. I know David his nói tiếng name. Nhật tốt. David Cái này là speaks Japanese well. gì? What Tôi is đang bận. this? I'm Nhạc busy này now. hay. This music Xe is nào là good. của chúng ta? Which car is ours? Máy ảnh này là của anh ấy. This camera Đây có is phải là his. một quyển từ điển không? Is it a dictionary? Đó là công ty của chúng tôi. Lúc That's đó a Alex không company. đói. Alex wasn't hungry Cô then. ấy không chạy nhanh được. She cannot run Đây có fast. phải là vở của bạn không? Is it your Họ notebook? là người Đức. Bạn They có are đói German. không? Are you Về hungry? nhà thôi. Let's go Anh home. ấy đã đi đâu? Where did Bạn đã he làm gì thế? go? What were you doing? Quyển vở này là của ai? Đó là một Whose ý kiến notebook it hay. is? That's a good Anh ấy có idea. bận không? Tôi đến từ Is he busy Canada. now? I'm Bạn from có thể giúp Canada. tôi được không? Can you help me? Đây là những chiếc xe mới. These are Tôi new sợ car. rắn. I'm afraid Cô of ấy là snake. giáo viên. Hôm She's qua the trời teacher. nóng. It was hot Nhà vệ sinh ở yesterday. đâu thế? Where Bạn có is nghe the được tôi không? bathroom? Bạn Can đến từ you đâu? Bạn có biết hear anh me? ấy Where are you không? from? Do you know him? Tôi không nghĩ vậy. I don't think Tôi so. đang học tiếng Anh. I'm studying English. Rồi, chị Đúng Thanh hết bây rồi giờ chị nè. đỡ hơn chưa? Đúng hết rồi chị nè. Được chưa em? Alo. Chị Thanh ơi, của chị đỡ đúng hơn này chị đọc tốt hơn rồi chị. Ừ. Không bị nhầm nữa rồi đúng không? Không, không bị nhầm mà cũng không đỡ bị ngắt hơn nhiều rồi. Ok, thank you cả nhà. Rồi, hầu như là phòng mình thì có mỗi như Thùy Trang là mạng thì cần chắc là sẽ bạn ấy sẽ phải luyện thêm bạn Thùy Trang. Thì Thùy Trang cao mất rồi. Và Huyền Anh thì đã phải thi lại đúng không? Thì chị Thanh thi lại 2 lần rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhá. Thì mọi người còn có cái gì nữa không thì sẽ record lại nào. Ok. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Em cảm ơn chị, em cảm ơn mọi người. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Giờ chị sẽ stop record lại.